Danh sách tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik soi dò quân Công an Hà Nội. Cả Công an Hà Nội và Thanh Hóa là hai câu lạc bộ được huấn luyện viên Kim Sang-sik dành sự quan tâm đặc biệt trước khi chốt danh sách tuyển Việt Nam cho đợt tập trung vào đầu tháng 9 tới. Chạy đà cho AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam có hai đợt tập trung đợt FIFA Day tháng 9 và tháng 10 năm 2024. Dự kiến thầy trò ông Kim Sang-sik thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế trong thời gian này. Ở đợt tập trung vào đầu tháng 9 tới của tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik đang gặp khó khăn nhất định khi mà thời gian qua, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không diễn ra. Phải tới giữa tháng 9, V-League 2024-2025 mới lăn bóng, đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Hàn Quốc khó tìm được những nhân tố mới thay có sự đánh giá về phong độ của các cựu binh. Vì vậy, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 diễn ra trong tháng 8 chính là cơ hội để thuyền trưởng tuyển Việt Nam tuyển quân. Hai đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này là Công an Hà Nội và Thanh Hóa. Theo kết quả bốc thăm, Thanh Hóa, nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam 2023 nằm ở bảng A, cùng với Pathum United của Thái Lan, Terengganu FC của Malaysia, PSM Makassar FC của Indonesia và hai đội thắng ở hai trận Playoff 1, Playoff 2 là Svirian của Lào và San United của Myanmar. Trong khi đó, Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch V-League 2023 nằm ở bảng B cùng với Buriram United FC của Thái Lan, Kuala Lumpur City FC của Malaysia, Borneo của Indo, Kania Ilolo của Philippines, Valencia City Cello FC của Singapore. Cả Công an Hà Nội và Thanh Hóa đều cho thấy rõ sự quyết tâm tham dự giải đấu khu vực. Và theo lịch thi đấu, Thanh Hóa có trận giao quân tiếp đón San United vào ngày 21 tháng 8, trong khi Công an Hà Nội gặp Buriram United của Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 trên sân vận động Hàng Đẫy. Dù chỉ theo dõi mỗi đội một trong tháng 8, nhưng đây là cơ sở rất quan trọng giúp cho ông Kim Sang-sik lựa chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là với Công an Hà Nội. Đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao như là thủ môn Nguyễn Philip, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu và Quang Hải. Ngoài ra, cầu thủ gốc Việt mới đầu quân cho Công an Hà Nội là Jason Quang Vinh cũng được ông Kim quan sát kỹ bởi hậu vệ này có thể sớm nhập tịch Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ở đợt tập trung vào đầu tháng 9 tới, danh sách của tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được nhiều gương mặt mới bởi như đã nói thì ông Kim Sang-sik không có nhiều cơ hội xem dò các cầu thủ. Phải tới đợt tập trung vào giữa tháng 10, chiến lược gia người Hàn Quốc mới có thể triệu tập những cầu thủ mà mình ưng ý nhất. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2024, nên là nhiều khả năng lối chơi và bộ khung của đội tuyển được định hình. Theo như kết quả bốc thăm AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam nằm trung bảng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Mục tiêu của đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik đó là lên ngôi vô địch. Đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần thêm trợ lực từ cabin huấn luyện. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn sẽ cần phải có thêm những sự trợ lực nếu như muốn cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2024 vào cuối năm nay. Ít tháng sau khi chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik cũng đã hoàn thiện đội ngũ trợ lý giúp việc cho mình trong thời gian tới đây với số lượng là tương đối đông đảo. Cụ thể với đội ngũ trợ lý người Việt Nam, ông Kim Sang-sik sau khi nhận tư vấn từ VFF đã chọn ra 3 cái tên gồm có huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, Lưu Danh Minh, Ngô Việt Trung giúp việc cho mình trong giai đoạn đầu tiên. Mới đây nhất, thị trường người Hàn Quốc cũng kiện toàn các trợ lý đồng hương khi đề nghị VFF ký hợp đồng cùng huấn luyện viên thể lực John Dong Hoon bên cạnh hai trợ lý có mặt từ ngày đầu là ông Choi Won-won chuyên môn và Kim Jin-sung hỗ trợ công việc khác. Ngoài các trợ lý nói trên thiên nhiều về chuyên môn, tuyển Việt Nam còn có bộ phận y tế, thống kê hay ngôn ngữ để thành phần ban huấn luyện phụ việc cho ông Kim Sang-sik lên đến 12 người. Vì đâu mà vẫn là chưa đủ? Về cơ bản thì việc có trong tay đội ngũ trợ lý đông đảo với số lượng nói trên là tương đối đủ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik lẫn cả tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay hay những chiến dịch sắp tới. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ 2 trên 3 trợ lý người Việt Nam hỗ trợ cho thuyền trưởng Kim Sang-sik về chuyên môn lúc này lại không là người của VFF, tuyển Việt Nam một cách thuần túy. Cụ thể trợ lý Lê Đức Tuấn so với thời điểm tập trung đầu tiên gánh vác khá nhiều công việc nặng nề hơn khi hiện tại giữ vai trò huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC. Cùng lúc trợ lý thủ môn Ngô Việt Trung sau khi rời Bình Phước cũng vừa gia nhập đội bóng Á quân V-League là câu lạc bộ Bình Định. Hà Nội FC hay Bình Định chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho cả hai huấn luyện viên nói trên tham gia thành phần ban huấn luyện của tuyển Việt Nam thay vì lùm xùm như trường hợp trước đây của trợ lý Ngô Việt Trung với Bình Phước. Tuy nhiên, để thực sự hoàn thành tốt được nhiệm vụ hay nói nôm na là toàn tâm toàn ý với tuyển Việt Nam thay vì phân tâm cùng với công việc tại câu lạc bộ thì chưa ai dám đảm bảo. Cần phải biết thêm là giai đoạn hiện tại huấn luyện viên Kim rất cần trợ giúp từ các đồng nghiệp bản địa bởi lý do duy nhất là thời gian hiểu biết bóng đá Việt Nam là chưa đủ nên vì thế cần thêm những người giúp việc thay vì vừa xé lúa vừa bẻ em như đang thấy. Ba thuận lợi nào giúp cho ông Kim Sang-sik hồi sinh đội tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Kim đang có nhiều yếu tố thuận lợi nhằm giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt tại AFF Cup 2024 và tương lai là xa hơn.
Mới đây, tờ Sport Express của Nga đã có những tiết lộ về các đối thủ mà đội tuyển quốc gia xứ Bạch Dương đã giao hữu trong đợt FIFA Day tháng 9. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Nga, Russia Football Union, ông Maxim Mitrofanov thông báo đội tuyển Nga sẽ thi đấu 2 trận giao hữu trong thời gian tới, với danh tính chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tác giả với tờ báo cho biết đó là đội tuyển Việt Nam hoặc là Thái Lan. Với việc chạm trán đối thủ trong top 40 thế giới, có thể thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik đang được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nâng cấp những chiến binh sao vàng. 1. Cọ sát đối thủ mạnh. Bên cạnh đội tuyển Nga như đã đề cập, trong dịp FIFA Day tháng 9, đoàn quân của ông Kim Sang-sik sẽ còn chạm trán với Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức giải Tam Hùng với hai đối thủ là Ấn Độ và Liban. Đây thật sự là các quân xanh chất lượng để Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội được cọ sát. Qua các trận đấu, ông Kim Sang-sik sẽ có dịp thử nghiệm đội hình, tìm ra nhân tố mới, xây dựng một bộ khung và hình thành lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. So với giai đoạn trong tháng 6, nhà cầm quân người Hàn Quốc có quãng thời gian dài sắp tới để thể hiện hết ý tưởng của mình. 2. Trụ cột trở lại. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một quãng thời gian dài gặp khó bởi vấn đề nhân sự vì hàng loạt các chấn thương. Tuy nhiên, trong giai đoạn sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ có những cầu thủ tốt nhất. Các nhân tố mẫn cảm với chấn thương như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Đình Bắc, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng hay Võ Minh Trọng đang dần hồi phục hay đã có thể thi đấu trở lại. Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao quen thuộc cũng cho thấy sự tự tin và phong độ tốt trở lại sau giai đoạn khó khăn với ông Chu Xê. Chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ có cho mình nhiều lựa chọn hơn để tạo ra một hệ thống vận hành trơn tru. Và số 3 là nhân tố Việt Kiều. Với chính sách mở cửa khi cho phép mỗi câu lạc bộ được đăng ký 2 cầu thủ Việt Kiều so với 1 như trước đây, đang có một làn sóng cầu thủ từ nước ngoài nhưng mang dòng máu Việt Hồng trở lại, thử thức. Không chỉ có vậy, đa số họ đều cho biết khát khao được nhập quốc tịch và cống hiến cho những chiến binh sao vàng. Tất nhiên không phải nhân tố Việt Kiều nào cũng đủ sức phục vụ đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ông Kim Sang-sik cũng có nhiều hơn những lựa chọn cho các phương án tương lai. Nhân tố mới từ nước ngoài nhưng mang dòng máu Việt hứa hẹn giúp cho những chiến binh sao vàng mạnh lên đáng kể. Jason Pennant Quang Vinh là cái tên điển hình nhất nếu như nhập tịch và thi đấu trong đội hình của ông Kim vào thời gian tới đây. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik bất ngờ gọi cầu thủ U22 lên tập trung, chọn nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa gây bất ngờ cho nhiều người khi ông quyết định tập trung đội tuyển U22 Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn, từ 13 đến 17 tháng 8 để đánh giá phong độ của lứa cầu thủ trẻ này. Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam những ngày tới sẽ được VFF thông báo trên kênh truyền hình chính thức, nhưng trước mắt, các cầu thủ được triệu tập đã nhận được thông tin. Đơn cử như trường hợp của thể công Viettel, những cầu thủ lên tập luyện ở đội tuyển U22 trong đợt này có Nguyễn Thành Đạt, Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Cao Văn Bình và Trần Nam Hải. Hay như Sông Lam Nghệ An, ba cầu thủ là Cao Văn Bình, Trần Nam Hải và Hồ Văn Cường cũng được gọi tên. Cùng với đó là huấn luyện viên Phan Như Thuật lần đầu làm trợ lý cho ông Kim ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngoài thể công Viettel và Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai cũng có những nhân tố được góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển U22. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ lứa U22, qua đó chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới. Đó là U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 từ tháng 9 năm 2025 và dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025. Đáng lưu ý là sau đợt tập trung U22 Việt Nam, hai cầu thủ Mạnh Hưng và Công Phương sẽ chuyển sang tập luyện với U20 Việt Nam từ 18 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, khi cũng có tên trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có một chuyến tập huấn tại Nhật Bản và có một số trận đấu giao hữu tại đây. Theo tìm hiểu, ông Hứa Hiển Vinh cũng đã đề xuất với VFF về việc bổ sung huấn luyện viên Phan Thành Hùng vào danh sách ban thành phần huấn luyện của đội tuyển U20 Việt Nam. Tại Nhật Bản thì Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với đội Etrim FC ngày 25 tháng 8, FC Imabari 28 tháng 8 và Đại học Matsubia 30 tháng 8 trước khi lên đường trở về Hà Nội vào ngày 1 tháng 9. Sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục tập luyện và đặc biệt có hai trận giao hữu rất được kỳ vọng trước cùng đội bóng rất mạnh là U20 Nga. Những trận đấu này diễn ra trong các ngày 6 và 9 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với hình thức đá kín. Sau đó đội sẽ tiếp tục rèn chuyên môn trước khi tham dự vòng loại U20 châu Á 2025 tại Hải Phòng.